Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm chả lụa bì chay, trông rất là ngon và dai nữa. Bạn có thể ăn kèm với lại củ kiệu, đồ chua, nước tương. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện với Nhung nha. Bây giờ Nhung sẽ dùng thử nha các bạn. Nó có bún tàu, bạn thấy nó rất là ngon nè. Nhà mình có bánh mì mình chấm ăn rất là ngon luôn, mời các bạn nha. Ngon quá. Nguyên liệu gồm có ở đây là 200 g nấm đùi gà, 400 g đậu hũ, đây là 250 g ham chay, 50 g bún tàu, mình thế da heo nha các bạn. Mà nếu các bạn không có ham chay đó, các bạn có cho là 70 g bột năng và 70 g bột gạo nha. Đây nè, mình sẽ cho hai loại đều với nhau. Còn đây là bột tỏi, đây là bột hành, đây là đường, muối, bột nêm. Nếu cho các bạn thích tiêu thì mình có thể mình cho tiêu vào nha. Cái này là tiêu Nhung xay nó hơi bể bể ra nữa. Bún tàu Nhung làm vừa rồi đó, cái video đó Nhung có chiên thử qua rồi. Nhưng mà nhiều người nó không có thấy được cái mình cách mình chiên đó. Chứ còn Nhung thì đúng chiên xong hết rồi, đây nè. Nhưng mà Nhung muốn chiên sơ lại để cho các bạn nước ngoài người ta có nhìn thấy cái công thức của mình làm nha. Đầu tiên Nhung cho dầu ăn vào nha. Nhung chuẩn bị một cái tô nước ở đây, Nhung chiên xong rồi Nhung có cho vào nha. Bây giờ cái chảo dầu mình nó nóng rồi các bạn. Bây giờ cũng cho đây nha. Để lên thì cái lát nó sọt xuống hết rồi. Các bạn chờ gì cái là cái sọt xuống các bạn. Thấy không? Bây giờ mình vớt ra này các bạn. Bây giờ cái ham chay Nhung cắt nhỏ, nó cho vào máy nha. Giờ mình cho đậu hũ xay chung vô luôn. Giờ Nhung nó xay nè các bạn, chung hết. Giờ muốn cho ra tô nha các bạn. Cái thau này lắp mình bồi để rộng rãi mình dễ bóp á. Bây giờ muốn cho ra thau hết rồi. Bây giờ Nhung sẽ cắt nấm đùi gà nha. Cái nấm đùi gà này các bạn cắt sợi ra nha các bạn. Cắt ra là ba. Bởi vì mình không có muốn xay đó. Cái này nó cứng rồi. Các bạn cắt gì được nữa các bạn. Giờ Nhung cho bún tàu vô. Bây giờ Nhung sẽ đem nếm nha các bạn. Tùy thích các bạn đem nếm vừa ăn nha.
Nhung cho 2 muỗng cà phê bột nêm chay, nửa muỗng cà phê muối, muỗng cà phê đường. Mới cho một muỗng cà phê hành khô. Nếu các bạn mà ngủ thì tân thì không cần có cho vào nha. Đây là bột tỏi, cho một muỗng cà phê. Đây là tiêu hạt. Tiêu mình xay nó hơi bể, nó còn hột hột nó nhỏ, cho một muỗng cà phê nha. Bây giờ Nhung sẽ trộn đều hết lên nha các bạn. Khăn chai với đậu hũ nó cũng vừa, các bạn không có cho nước gì hết, chỉ làm không vậy thôi. Giờ Nhung cân ở đây là bột năng 150 g. Mình trộn chung vô với lại chả luôn nha các bạn. Trộn đều hết rồi dùng cho vô đây luôn. Bún tàu thì nó có cái gia bì heo. Rồi xong mình nó bóp dắt thôi. Mình cuốn vô kia mình bao. Nếu mà các bạn có lá thì các bạn gói lá, còn không thì Nhung sẽ dùng cái bao đi cho nhiệt nóng đó. Nhung quấn tròn nha. Bây giờ Nhung chuẩn bị ở đây là cái bạc và cái giấy, cái bao để chuyện chuyện nóng nha các bạn. Các bạn có lá thì các bạn gói lá cũng được nha. Bây giờ Nhung xay ngang ra, Nhung làm nó cái nó được dài hơn các bạn. Cái cuốn này các bạn cứ cho nó nằm ở ngoài nha. Nếu mà mình cho nó xếp vô đây á, nó sẽ cái miếng chả của mình nó sẽ bị ngấn, nó có ngấn á. Mình để nó nằm ở ngoài nè. Mình đè cho nó chắc chắc nó vô. Nhưng mình có giấy bạc á, mình cũng bó sát nó vô, nó cũng chắc được mà. Cái này nó dài quá, mình cắt nó bớt. Bây giờ chuẩn bị Nhung hấp nha các bạn. Nhung để 15 phút. Bây giờ nó 15 phút rồi các bạn. Nhung tắt bếp nha. Chờ cho nó nguội nha các bạn. Bây giờ nó nguội thì nó tháo bao ra các bạn. Bây giờ Nhung mới cắt thử nha các bạn. Ngon quá nè. Rất là dai luôn. Các
Bạn có thể mình để mình trưng cái khoảng ngày Tết á, mình ăn với lại củ kiệu á. Bây giờ chả lụa bị chay của mình đã xong rồi các bạn. Rất là dai. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Được sức khỏe dồi dào, tâm thanh an lạc. Xin chào.